Kính chào các quý khách hàng của TCA Trung Chính Audio. Em Nga rất vui khi lại được mang những thông tin hữu ích về các sản phẩm âm thanh tới quý khách hàng. Và nhân vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay chính là bốn em loa megaphone đeo vai đến từ nhà Toa có mã R2215, R2215W, R2230W và R2930W. Sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta được Toa nghiên cứu và phát triển để mang đến sự tối ưu cho việc thông báo, giao tiếp ở các môi trường tập trung nhiều người như trường học, công ty, nhà máy hay là xí nghiệp. Sản phẩm đầu tiên em Nga xin được giới thiệu tới quý anh chị chính là loa R2215. Thay vì có thiết kế cầm tay như các megaphone thông thường khác, R2215 lại được trang bị dây đeo vai vô cùng tiện lợi, phù hợp trong trường hợp người dùng phải di chuyển quãng đường xa. Loa R2215 có kích thước 210x336, kích thước micro 100x52 và được làm từ nhựa ABS. Loa có trọng lượng chỉ 1,1kg. Phần vành loa của R2215 có thiết kế mở rộng theo hình nón, giúp âm thanh truyền đi tốt hơn, đồng thời bảo vệ họng loa bởi các tác động vật lý. Ở đầu họng loa có logo của hãng Toa, phần củ loa được sơn màu ghi đậm, bên trên có gắn một giá để treo micro. Micro được thiết kế nối vào loa cùng một dây xoắn, dây kết nối với lực đàn hồi rất tốt, cho khả năng kéo dài và co ngắn hiệu quả. Micro có kiểu dáng hình hộp chữ nhật, dễ dàng cầm tay. Bên hông micro được trang bị một nút nhấn màu cam. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần nhấn nút và nói, âm thanh sẽ được khuếch đại ngay. Ngoài ra, R2215 còn được trang bị một giá đỡ, có thể gắn vào chân loa khi cần cố định loa. Toa R2215 có công suất tối đa 23W, công suất trung bình là 15W và có màng loa polyimide chịu nhiệt và độ bền cơ học cao. Phạm vi khuếch đại âm thanh giọng nói của loa lên tới 400m, loa sử dụng nguồn điện R14P và 6 viên pin 9V DC. Thời lượng sử dụng pin có thể lên tới 9 giờ đồng hồ, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm không lo hết pin trong quá trình sử dụng. Khi sử dụng loa, quý khách chỉ cần xoay hộp pin phía sau và thả pin vào, đóng hộp loa lại là có thể sử dụng được. Thưa quý anh chị, ở đây em Nga có thêm một megaphone có mã R2215W. Em loa này có thiết kế và cấu tạo giống hệt R2215 nhưng được trang bị thêm còi hú để gây sự chú ý tại địa điểm đông người. Còi hú một lần sẽ hạn chế sự giật mình của mọi người xung quanh. Cách sử dụng còi hú rất đơn giản, quý khách chỉ cần nhấn nút công tắc một lần để còi hoạt động. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng một em loa có công suất lớn hơn, độ khuếch đại âm thanh rộng hơn, tích hợp nhiều tính năng hơn, thì quý khách có thể tham khảo hai mã R2230W và R2930W. Trước mắt quý vị là loa R2230W. Đây là em loa về cơ bản có thiết kế gần giống như R2215, cũng là loa đeo vai được làm từ nhựa ABS và có độ bền cao. Vành loa được sơn màu ghi nhạt, có thiết kế hình nón giúp khuếch đại âm thanh tốt hơn. Phần củ loa được sơn màu ghi đậm, loa có thể sử dụng chân đế để gắn cố định loa khi cần thiết. Ngoài những điểm giống trên thì R2230W có một số điểm đặc biệt. R2230W có kích thước đường kính loa là 351x512, micro có thiết kế hình hộp chữ nhật, kích thước 100x52 và có trọng lượng loa là 3,6kg. Ngoài dây đeo vai, R2230W được trang bị thêm một tay cầm loa giúp di chuyển loa dễ dàng hơn và hạn chế cầm vào cụ loa hay vành loa. Bên cạnh tay cầm là vị trí cắm micro khi không sử dụng. Micro của R2230W nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm. Hai bên hông của micro có một nút bấm nói và một nút điều chỉnh âm lượng. Ngoài micro có sẵn ở loa, quý khách hàng hoàn toàn có thể kết nối thêm micro DM series do Toa sản xuất để sử dụng. Khi quan sát hai bên hông của loa, quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy có rất nhiều nút bấm. Em Nga sẽ lần lượt giới thiệu chức năng của từng nút tới quý khách hàng. 1. Nút bấm còi hú. 2. Volume điều chỉnh âm lượng micro không dây. 3. Cổng cắm AUX. 4. Volume điều chỉnh âm lượng micro có sẵn. 5. Khe cắm micro mua ngoài. 6. Đèn báo nguồn. 7. Nút tắt mở nguồn. 8. Cổng kết nối nguồn điện DC 12V. Đằng sau của loa là nơi chứa pin, phía dưới của loa là một chân đế để gắn cố định loa khi cần thiết. Thưa quý anh chị, R2230W là dòng loa có chứa kháng cao, công suất đầu ra tối đa là 45W, có độ bền lớn dù phải làm việc với cường độ liên tục. Loa còn được trang bị màng loa polyimide chịu nhiệt có độ bền cơ học cao.
độ khuếch đại âm thanh của loa lên tới 800m, của còi là 1000m. Sản phẩm của chúng ta sử dụng pin R20P 15V DC, có hỗ trợ nguồn điện mở rộng là pin 12V DC. Vì vậy nó có dung lượng pin vượt trội lên tới 17 giờ sử dụng liên tục và 90 phút hú còi liên tục. Trên thị trường hiện nay, hiếm có loại megaphone nào có thời lượng sử dụng pin khủng như vậy. Khi sử dụng loa, quý anh chị cần nhấn vào lẫy, thả pin vào hoặc có thể tháo rời cục pin để cho pin vào dễ dàng hơn, sau đó nhấn nút nguồn và sử dụng. Thưa quý khách hàng, chắc hẳn đến đây thì rất nhiều anh chị đánh giá toa R2230W là chiếc loa megaphone hoàn hảo nhất rồi phải không ạ? Nhưng chưa đâu ạ, em Nga xin được giới thiệu tới quý anh chị mã sản phẩm với tính năng ưu việt hơn, đó chính là R2930W. Với khe cắm này, quý anh chị có thể sử dụng hộp thu. Công dụng của anten và hộp thu giúp người dùng có thể dò và kết nối sóng radio, biến chiếc megaphone của chúng ta trở thành một chiếc radio di động. Hộp thu còn có vai trò giúp hạn chế tiếng ồn trong môi trường. Như vậy, với R2930W, quý anh chị có thể sử dụng để phát trực tiếp các bản tin trên đài radio. Thông tin sẽ ngay lập tức được truyền đạt chính xác từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là giải pháp cực kỳ hữu hiệu cho công tác tuyên truyền ở những vùng sâu, vùng xa, mạng lưới điện chưa phát triển và khắc phục được những điểm yếu của những chiếc đài radio âm lượng quá nhỏ. Vừa rồi thì em Nga đã giới thiệu tới quý vị 4 sản phẩm megaphone của hãng toa là R2215, R2215W, R2230W và R2930W. Cả 4 sản phẩm đều cho chất lượng âm thanh xa, rộng, độ bền tốt, thích hợp sử dụng rộng rãi trong các buổi sinh hoạt ngoài trời, các buổi ngoại khóa, hướng dẫn du lịch hoặc dùng để thông báo trong các sân bóng hoặc trường học. Em Nga tin rằng đây sẽ là những thiết bị cực kỳ hữu ích mà mỗi công ty hoặc cá nhân nên trang bị để có thể hỗ trợ tối đa cho công việc. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng với mức giá vô cùng hợp lý. Mời quý vị và các bạn truy cập website chungchinhaudio.vn hoặc hotline 0902 188 722. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.